Và các bạn thân mến, hiện nay mình tiếp tục chia sẻ cho quý vị bạn xem thêm một cây tàn của anh Tưởng ở Châu Thành, Tiền Giang. Thì quý vị bạn xem và giao lưu với anh Tưởng nhé. Thì số điện thoại của anh Tưởng mình để phần tiêu đề video, quý vị vào xem và liên hệ anh Tưởng để thuận giao lưu nhé. Rồi, rồi chào anh Tưởng. Chào. Dạ dạ. Dạ dạ. Dạ dạ. Tàn tự nhiên vậy anh? Tự nhiên. Dạ. Cái... Nên mình giao luôn một cây anh. Hả? Giao luôn một cây ha. Ờ, được cây đi. Dạ dạ. Rồi, thành thân. Thành thân. Thành thân. Cái này là 52. Rồi, xuống nữa thì cái nó củ tới... củ hoành này. Ờ, củ hoành. Củ hoành nó của mình nó tới 60 65, chị hao đi cho 64 đi ha. À, 64 còn 64 đi. À, anh chị hao quý vị ơi. 64. Rồi cái nồi đế luôn anh. Nồi đế. Nồi đế chắc 200 ạ. 200 à. À, 200. Đây rồi. Đế cho bằng 200. Đi một vòng cho quý vị xem cho rõ của đế ha. Ừ. Chào cái này cây trà lùng cho khoảng 2 cm. Đế thì bốn mặt đều có anh. Ừ? Bốn mặt đều có. Ờ, đế thì đủ hết. Bốn mặt. Rồi, chiều cao nha anh. Chiều cao chắc khoảng 3 mét ạ. À. Rồi đường kính tàn anh. Ờ, đường kính tàn nó cũng 3 mét. 3 mét thôi. Càng ngoài 3 mét à. Cây này có chỉnh sửa chưa anh? Không. Không. Cây chỉnh. Dạ, rồi bông bông đẹp anh. Bông đẹp. Bông từ mấy cánh? 7 cánh lên. 7 cánh lên phải không? Đây nụ đây quý vị. Rất nhiều ha. Nụ nụ nhiều lắm. Chưa lật lá. Đây. Thì mới đúng cái này mùng mấy mà mình xuống lá anh? Hả? Mùng mấy mới xuống lá? Khoảng mùng 9 xuống lá. Dạ dạ. Nụ rất nhiều quý vị ơi. Chính con gái là đúng. Đó, hầu như nhánh nào cũng có ha. Đây, không thể đây. Động cái cỡ 4 mét à. Nãy mình nói 3,5 chứ chắc cỡ 4 mét à. Dạ. Cao lên khoảng 3 mét à, tại vì cái này cái trà lâu. Anh vô đứng so sánh thôi. Xả tay ra cái này. Đi đứng giữa nè, giữa cây nè, đúng rồi. Đó, tàn rất rộng quý vị ơi. Còn rộng lắm. Tại mắt cái nhãn sau nên nó lấy cái không thấy hết quý vị ơi. Thông cảm ha. Tới đây mới tới đây à, đây nửa à. Cây nữa. Bên kia thì đây, đến đây mình vòng cho vị xem cho có hiện tàn ha. Mắt cây nhãn nè. Đây. Cây mát nó thật ra. Tàn cũng đều ha. Tàn đều hết, bốn mặt. Tròn đều ha. Đều hết, à, quay hơi ngược nắng quý vị thông cảm ha. Đây, búp đây. Bức nụ rất nhiều, nhánh nào cũng có luôn ha. Nụ nhiều. Đây, à. Đây, lên đi mặt đây cho quý xem cho rõ ha. Nói chung là tàn thì ok, tròn đều luôn. Nhìn ở ngoài điện thoại thì tàn rất rất rộng quý vị ơi. Dạ. Hơi bị chập quý vị thông cảm ơi, lấy không hết cây. Đây, bộ đế đây. Nó bị ấy. Đó. Bộ đế cái này nó trồng ngủ rồi đó. Nó đều hết luôn. Bốn mặt được có anh. Không rất quái quý vị ơi. Anh đo cái đường kính cái bầu này. Cái này là 200. Đường kính từ đây qua đây 200 anh. Ờ, đường kính đó hả? Dạ dạ. Đường kính thì chưa có đo. Cái này nếu vô chậu là khoảng chắc khoảng mét 2 anh. 76. 76 không? À, 76. 76 chẳng phải 90 thôi. Đây, để mình ngước lên cho quý vị xem cho rõ dàn chân cành ha. Đó, chân cành thì cũng phân bố đều quý vị ơi.
Đó, tàn tự nhiên ha. Đó, bự hơn cầm tay của mình đó. Thì tàn tự nhiên không chỉnh sửa. Đây, để mình ngước lên cho vị xem dàn xương nè ha. Đó, rất bự nha. Rồi cái này mình giao lưu giá nhanh. Cái này giao lưu anh em 70 triệu. 70 triệu ha. Rồi mình ship anh. Giao lưu tại vườn ha là giao này giao lưu tại vườn. Dạ dạ. Ship thì thương lượng đi. Dạ dạ. Hơi bị chật, lấy không hết cây, quý vị thông cảm ha. Cái gốc là bị ngược nắng nè, quay không được sáng. Giờ nó ngoài tàn thì tròn đều quý vị ơi. Bông thì rất nhiều ha. Bông từ 7 cánh đổ lên đó. Đây để mình cho vị xem thêm một dòng bồ đế nữa nè. Rồi anh đo thoát thân luôn anh. Rồi phần thoát thân luôn anh. Thoát thân có chân cành đầu tiên là bán nhiều. Chân cành đầu tiên là nó... Đây đây, mình lên, mình lên. Chân cành đầu tiên là nó 45. 45 ha, có chân cành đầu tiên quý vị ơi. Chân cành thì phân bố đều ha. Đều, cái này nói chung là cả nhánh nó đều. Rồi video mình cũng tạm dừng tại đây nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.